Đỗ Dũng xin chào khán giả Người Việt TV. Bắt đầu phần tin đêm nay là tin liên quan đến việc Tổng thống Barack Obama tái đắc cử. Tổng thống Obama đắc cử nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 với một kết quả cao hơn các dự đoán. Ông chiếm được 303 phiếu đại cử tri, vượt xa con số cần thiết 270, trong khi Thống đốc Mitt Romney chỉ được 206. Còn lại 29 đại cử tri ở Florida chưa thể xác định chính thức vì số phiếu bầu chênh lệch quá nhỏ, dưới 1%. Tuy nhiên, ông Obama có lẽ cũng là người chiếm được 29 phiếu này. Ông Romney thắng ở 23 tiểu bang và ông Obama thắng 18 tiểu bang, những tiểu bang mà mỗi đảng vẫn được coi là luôn nắm vững. Tuy nhiên, tại 10 tiểu bang tranh chấp ngang ngửa, ông Obama chiếm được 7, trong khi ông Romney chiếm được 2 và Florida chưa có kết quả chính thức. Tại Quốc hội Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ củng cố thêm vị trí đa số ở Thượng viện với ít nhất là 53 ghế và một ghế độc lập. Tại Massachusetts, bà Elizabeth Warren, Đảng Dân Chủ đắc cử, thắng đương kim Thượng nghị sĩ Cộng hòa Scott Brown và cùng với 4 phụ nữ khác mới được bầu. Số phụ nữ ở Thượng viện lên tới 20 người, gồm 16 người Dân Chủ và 4 người Cộng hòa. Hạ viện vẫn do Đảng Cộng hòa nắm đa số, kết quả chưa đầy đủ cho đến nay là Cộng hòa 221 ghế và Dân Chủ 172 ghế. Kết quả sơ khởi tại các cuộc bầu cử đáng chú ý tại quận Cam, miền Nam California cho tới ngày thứ Tư cho thấy lần đầu tiên Hoa Kỳ có thể có một thị trưởng gốc Việt do cử tri trực tiếp bầu lên tại Westminster, đồng thời sẽ có thêm một ghế nghị viên gốc Việt tại Grand Rô. Cho đến 12 giờ trưa thứ Tư, kết quả do cơ quan bầu cử quận Cam cho thấy Phó thị trưởng Trí Tạ đang dẫn đầu với 8.545 phiếu, tương đương 42.5% trong cuộc đua có 5 người tranh ghế thị trưởng. Về nhì là bà Penny Loomer được 30% số phiếu. Về ba là ông El Hamade 19.47%. Về hạng tư là ông Hà Mạch 4.49% và về chót là bà Tamara Pennington 3.8%. Cũng tại Westminster, trong cuộc đua tranh hai ghế trong hội đồng thành phố, ứng cử viên Sergio Contreras dẫn đầu với 26.4% số phiếu. Bà Daya Carey 20.7%, nghị viên Tyler Diệp 18.7% và ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí 16.2%. Tại Grand Rô, các ứng cử viên tranh hai ghế trống với kết quả sơ khởi là nghị viên Steve Jones về nhất với 24.7% số phiếu, luật sư Chris Van được 17.7%, chủ tịch Ủy ban Quy hoạch Phát Bồi được 15.4% và nghị viên Chris Beer được 15.1%. Tại học khu Grand Rô, 4 ứng cử viên tranh 3 ghế trống, cả 3 ủy viên đương nhiệm đều dẫn đầu, trong đó Ủy viên Bảo Nguyễn đứng hạng 3 với 26.960 phiếu. Tại các cuộc bầu cử khác như Hội đồng thành phố Fawn Valley, học khu Irvine và đặc khu thủy cục đô thị Orange County, các ứng cử viên gốc Việt không đạt thứ hạng cao. Những kết quả này chỉ là tạm thời cho tới ngày thứ Tư. Thủ tướng Nga ông Dmitry Medvedev vừa đến Hà Nội hôm 6 tháng 11, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 2 ngày mà theo giới quan sát, hai bên sẽ bàn thảo về lĩnh vực khai thác dầu khí, nhà máy điện hạt nhân và mua bán vũ khí. Trong 2 ngày tại Hà Nội, ông Medvedev đã gặp cả 4 lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ông Medvedev, 47 tuổi, từng đến Việt Nam 2 năm trước khi còn trong cương vị Tổng thống Nga. Truyền thông Việt Nam cho hay trong cuộc gặp gỡ với người tương nhiệm là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào sáng 7 tháng 11, Thủ tướng Medvedev đã hội đàm về việc Nga sẽ mở rộng hoạt động trong thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ của nhau. Đồng thời, hai bên cũng đề cập đến dự án hợp tác trọng điểm là xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Việt Nam đã ký thỏa thuận để Nga xây dựng nhà máy điện này. Dự trù sẽ khởi công xây dựng từ năm 2014 và hoàn tất vào năm 2020. Tuy nhiên, nhiều trở ngại đang diễn ra trên nhiều mặt từ tiền bạc đầu tư, an toàn, vấn đề huấn luyện nhân sự điều hành nhà máy đến địa điểm. Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Nga chỉ đạt khoảng 2 tỷ đô la năm 2011 so với 20 tỷ đô la mậu dịch giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam lại là khách hàng đứng thứ ba của Nga về mua sắm trang bị quốc phòng, đặc biệt là tàu chiến hải quân, máy bay khu trục đa năng cho không quân, hỏa tiễn phòng vệ bờ biển và hỏa tiễn phòng không. Hải quân Mỹ mới đây khám phá và theo dõi một tàu ngầm nguyên tử loại tấn công của Nga ở khu vực chỉ cách bờ biển miền đông nước Mỹ khoảng 500 km hồi tháng qua. Tuy không tiến vào hải phận hay đi theo tàu chiến nào của Mỹ, nhưng chiếc tàu ngầm này xuất hiện trong lúc có cuộc thao dượt của một hải đội hàng không mẫu hạm Mỹ ngoài khơi Florida. Hành động của Nga khi đưa tàu ngầm nguyên tử đến sát bờ biển Mỹ cho thấy họ tăng cường việc tuần tiễu biển sâu của lực lượng tàu ngầm, một điều đã từng loan báo trước đây. Chiếc tàu ngầm này loại Sierra 2 và có thể thuộc hạm đội Bắc của Nga. Đây cũng là lần đầu tiên tàu ngầm loại này xuất hiện gần bờ biển Mỹ. Chiếc tàu ngầm sau đó quay đầu trở ra và vào hôm thứ Ba vừa qua đã cách bờ biển Mỹ khoảng 900 km hướng về phía châu Âu. Chính phủ Lào hôm thứ Tư cho phép khởi công xây dựng con đập Serabuji trên không sông Mekong, dù rằng trước đó Thủ tướng Lào cho hay kế hoạch xây đập gây nhiều tranh cãi này bị đình hoãn. Đây là một trong hàng loạt dự án xây đập ở hạ lưu sông Mekong và diễn ra trong lúc có sự lo ngại của các khoa học gia,
cũng như các chính phủ trong vùng là con đập phá hủy môi trường sinh thái. Đặc biệt, nó phá hủy đời sống của các loài cá, vốn là nguồn thực phẩm quan trọng của hàng triệu người sống hai bên bờ con sông. Điện sản xuất từ đập này dự trù sẽ được bán cho Thái Lan. Các giới chức chính phủ Lào nói rằng họ hy vọng sẽ thu về được hàng tỷ đô la mỗi năm nhờ bán điện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin Người Việt TV ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.